đây là sơ đồ tư duy của mình, nên là các bạn có thể nhìn vào mà các bạn sẽ không thể hiểu được là mình đang viết cái gì, mình đang vẽ cái gì ở trong này. Thế nhưng mà mình hoàn toàn có thể hiểu được toàn bộ những cái thông tin trong này. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì mình sẽ ngồi xuống đây và hướng dẫn cho các bạn làm sơ đồ tư duy. Trước đây thì mình đã làm một video về những cách học của mình ngày trước, và sau đấy thì mình nhận được rất là nhiều request của các bạn, đó chính là hãy hướng dẫn cụ thể cách làm sơ đồ tư duy của mình. Và trong video của mình ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sơ đồ tư duy thế nào nhé. Và để làm sơ đồ tư duy thì chúng ta sẽ cần một số món sau đây, và bây giờ thì mình sẽ show cho mọi người xem là những món gì nhá. Đầu tiên đó chính là giấy. Mình chọn loại giấy như thế này, đây chính là một cái quyển để vẽ. Và lý do tại sao mình lại sử dụng giấy dạng quyển vẽ như thế này thì đó chính là vì khi mà mình vẽ một sơ đồ tư duy thì mình sẽ phải sử dụng rất là nhiều những cái màu mực khác nhau. Và nếu như chúng ta sử dụng cái giấy thông thường ý thì khả năng cao là giấy nó sẽ bị nhòe này, hoặc là màu nó sẽ bị in ra đằng sau. Và mình cảm thấy rằng là khổ A4 là cái khổ vừa vặn nhất để làm một bài sơ đồ tư duy. Nếu như mà to quá ý, thì rất là khó có thể gọi là nhìn bao quát này. Và nếu như các bạn lựa chọn những cái khổ nó bé hơn ý thì mình sợ rằng là cái phần thông tin nó sẽ không có cái chỗ để có thể chứa hết, hoặc nếu như có chứa hết chăng nữa ấy, thì khả năng ca nó sẽ bị rít vào nhau, hoặc là nó bị bé quá và mình sẽ không thể nhìn rõ được ấy. Tiếp theo nữa đó chính là cái đặc điểm của quyển này thì là không có cái dòng kẻ. Khi mà làm sơ đồ tư duy thì đã có rất là nhiều những cái hình ảnh và những cái gọi là đường ngang kẻ dọc của mình đã đủ rối rồi. Nếu như các bạn lựa chọn những cái quyển vở hoặc những cái quyển sổ mà nó có cái đường ngang ấy thì nó càng rối thêm nữa. Và một cái đặc điểm ở quyển này nữa đó chính là nó sẽ có cái gáy xoắn ốc. Cái gáy xoắn ốc này ấy, nó có một cái tác dụng, đó chính là khi mà chúng ta làm sai ấy, thì chúng ta có thể xé đi và nó rất là sạch và nó không có để lại bất kỳ dấu vết gì cả. Tiếp theo để làm sơ đồ tư duy và không thể nào thiếu được đó chính là bút màu. Và mình đã lựa chọn cái bảng màu dạ như thế này. Màu dạ mà khi mà chúng ta tô ấy, nó sẽ rất là đậm, nó rất là nét, nên là khi mà nhìn vào cái hình ảnh ấy thì nó sẽ đập vào mắt chúng ta và sẽ dễ nhớ hơn. Và các bạn có thể là sử dụng bất kỳ bảng màu nào các bạn muốn. Thế nhưng mình vẫn quyết nhất đó chính là sử dụng màu dạ. Nó rất là tệ tô này, nó tô rất là gọn gàng, nó rất là đẹp. Và tiếp theo chúng ta không thể nào mà thiếu bút. Và bút đấy thì mình sẽ có hai sản phẩm, đó chính là một loại bút để vẽ và một loại bút để chúng ta ghi nhớ. Thì cái bút vẽ này các bạn có thể sử dụng những cái loại bút mà các bạn đang có. Thế nhưng lưu ý là nên sử dụng những cái loại bút mà nó có cái độ ngòi khoảng 0.7, thì mình thấy rằng là như thế là phù hợp nhất để làm sơ đồ tư duy. Và bút nhớ dòng thì mình sẽ chỉ chọn một màu thôi, đó chính là màu này. So với màu xanh nước biển hoặc là màu hồng thì mình thấy cái màu chanh như thế này nó dễ nhìn hơn và nó cũng dễ tìm ra hơn rất là nhiều so với hai cái màu kia. Và màu cuối cùng thì cũng rất quan trọng và chính là nơi mà chúng ta sẽ lấy thông tin, đó chính là sách. Và sách này thì sẽ là tương ứng với cái môn mà các bạn muốn làm sơ đồ tư duy. Và lần này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sơ đồ tư duy dựa trên sách của Nihon Keijoin Kente Ikkyu. Ban đầu thì mình muốn sử dụng cái quyển sách nó dễ hiểu hơn mà tiếng Việt cho các bạn. Thế nhưng mà mình lại không có sách tiếng Việt này, và mình cũng đang ở nhà bạn của mình nên là mình không có mang theo quá là nhiều sách và mình chỉ có quyển này thôi. Nên là các bạn thông cảm nhá, mình đành phải dùng tạm. Ok, vậy là mình đã giới thiệu xong những sản phẩm mà chúng ta cần thiết để làm sơ đồ tư duy. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sơ đồ tư duy một cách cụ thể nhất. Thứ nhất đó chính là chúng ta sẽ phải tự vẽ bản sơ đồ tư duy cho mình. Nếu như người khác vẽ cho bạn, hoặc là các bạn sử dụng những cái hình ảnh có sẵn, hoặc là các bạn sử dụng những cái bảng sơ đồ tư duy của người khác ấy, thì cái khả năng ghi nhớ sơ đồ tư duy của các bạn nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Vậy nên là nếu được thì các bạn hãy tự vẽ cho mình bản sơ đồ tư duy. Và nếu như không thể nào mà các bạn có thể là vẽ đẹp được, hoặc là không thể nào mà có thể vẽ được ấy, thì mình sẽ recommend cho các bạn sử dụng những cái phần mềm để làm sơ đồ tư duy. Mình sẽ để một số những cái thông tin và những cái phần mềm mà chúng ta có thể làm sơ đồ tư duy ở trên máy tính ra đây. Và các bạn hãy thử sử dụng và tham khảo để tìm cho mình một phần mềm phù hợp nhất nhá. Và bài hôm nay mình sẽ chọn làm sơ đồ tư duy đó chính là về mảng mỹ phẩm. Và mình biết rằng là một số bạn nam ấy thì sẽ không có hứng thú lắm với những cái câu chuyện về làm đẹp ấy. Nên là mình đã lựa chọn một cái topic liên quan đến các bạn, đó chính là đặc điểm của làn da nam giới. Và việc đầu tiên khi chúng ta làm sơ đồ tư duy với những bạn mà vẫn chưa có nhiều kỹ năng ấy thì mình rất là khuyên các bạn nên là đọc một lần thông tin, tự tổng hợp, tự tóm tắt lại sang một tờ giấy khác. Và sau đấy thì mình sẽ thể hiện ở trên cái sơ đồ tư duy của mình. Còn bản thân mình thì mình đã làm rất là nhiều rồi, nên là mình đã có thể tự ước lượng được cái phần trăm ở bên trong này ấy. Nên là mình cứ học đến đâu thì mình làm đến đấy luôn. Và các bạn có thể thấy ở đây thì chúng ta sẽ có 3 phần tất cả. Phần thứ nhất đó chính là cái cấu tạo da khác nhau thế nào so với nữ giới này. Tiếp theo đó chính là cái sự tiết dầu trên da này. Và cuối cùng đó chính là những cái sản phẩm chăm sóc da cho nam. Thì ba cái phần này khi mà chúng ta nhìn qua thì chúng ta có thể thấy được rằng là cái phần mà cấu tạo da ấy khác biệt với cả nữ giới ấy, thì là cái phần mà có ít thông tin nhất. Và cái phần mà có nhiều thông tin nhất đó chính là cái phần những cái sản phẩm chăm sóc da cho nam.
Và chỉ cần nhìn vào trong cái bài này là chúng ta có thể biết được rằng là cái phần nào là cái phần mà sẽ chiếm nhiều diện tích ở trên cái trang giấy của mình nhất, và cái phần nào mà chiếm ít cái phần diện tích ở trên trang giấy của mình nhất. Mình có thể chia đôi cái tờ giấy A4 của chúng ta ra làm hai bên, và một bên thì chúng ta sẽ mô phỏng toàn bộ thông tin của hai cái phần này, và một bên còn lại thì mình sẽ để dành thông tin cho cái phần khu vực này. Giống như bài này thì mỗi cái khu vực nó sẽ tương ứng với cả một cái phần bên trong này của mình. Ví dụ như là đây là phần cấu tạo da này. Cấu tạo da khác gì so với nữ giới thì cái phần này với cái phần này nó tương ứng với nhau. Còn cái phần này ở dưới thì nó cũng tương ứng với cái phần này của mình. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ để cái phần thông tin quan trọng nhất, đó chính là cái thông tin toàn bài nằm ở giữa khu vực này. Và tiếp theo đó chính là cái phần cấu tạo da khác gì so với cả da của nữ ấy. Thì mình sẽ không cần thiết phải ghi hết ra là cấu tạo da của nam khác gì so với da của nữ, mà chúng ta sẽ chỉ cần ghi cái phần cấu tạo thôi. Tại vì chúng ta biết rằng là chúng ta đang học về bài của nam giới rồi. Nếu như các bạn không thể vẽ được một cái hình mà có anh ngồi đây thì các bạn có thể ký hiệu nam ở đây cũng được. Đây là cái ký hiệu giới tính của nam, và bên cạnh này là ký hiệu giới tính của nữ. Và đầu tiên đó chính là da của nam thì dày hơn da của nữ là 0,5mm. Vậy nên là da của nữ là 2mm thì da của nam là 2,5mm. Ngoài ra thì da của nam ý có cái lượng nước rất là thấp. Mình đã ký hiệu cái lượng nước ở đây, có hai cái hình giọt nước này này. Nên là da của nam thường có xu hướng là khô hơn. Nên là mình đã ký hiệu một cái khu vực như là làn da. Ở trên đây thì có những cái vết khô nứt do là thiếu nước ý. Và tiếp theo nữa đó chính là khi mà chúng ta vẽ sơ đồ tư duy thì chúng ta nên sử dụng những cái đường cong như thế này thay vì những cái đường thẳng. Tại vì đường cong ấy thì nó sẽ dễ vẽ hơn rất là nhiều. Các bạn chỉ cần vạch 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 này nó sẽ ra những cái đường cong. Còn cái đường thẳng ấy thì lúc nó đang run tay xong rồi nửa chừng nó bị chạch từ một phát thì coi như là nó sẽ rất là xấu, đúng không? Và nó cũng khiến cái sơ đồ tư duy của mình nó mất thẩm mỹ đi. Và mình có tham khảo một số tài liệu thì mọi người cũng có khuyên rằng là nên sử dụng những cái đường dày để tạo ra những cái nhánh chính ý. Ví dụ như là cái phần cấu tạo này thì mình nên để một cái phần nó dày hơn. Thế nhưng mình cảm thấy rằng là nếu như mà dày cái phần đường đấy thì mình sẽ chỉ tập trung nhìn vào cái đường đấy thôi, chứ mình không có nhìn cái phần chữ ở trên. Nên là thay vì mà để làm ra những cái đường dày như vậy thì mình sẽ lựa chọn đó chính là tạo ra những cái phần chú thích mà nó sẽ nổi bật hơn, để cho mình tập trung vào đấy mà mình sẽ nhìn nó dễ hơn và mình cũng sẽ ghi nhớ được lâu hơn. Và một mẹo ở đây đó chính là các bạn hãy làm đậm những cái phần thông tin mà các bạn khó nhớ. Một số những cái thông tin ý, khi mà chúng ta biết rồi, chúng ta hiểu rồi thì chúng ta không cần thiết là phải thể hiện nó quá kỹ, hoặc là không cần thiết là phải thể hiện nó quá là nổi bật. Chỉ những cái phần thông tin nào mà mình cảm thấy rằng là nó khó nhớ quá thì mình sẽ phải làm nó chi tiết ra một chút. Còn những cái phần thông tin mình biết rồi thì nhiều khi thậm chí là mình sẽ chỉ có viết chữ vào bên trong đấy thôi, hoặc là mình sẽ chỉ thêm một chút vào ấy để cho nó có. Chứ còn bản thân mình đã biết cái đấy rồi, mình cứ viết đi viết lại nữa thì mình cảm thấy ra là cái hiệu quả nó cũng chỉ có đến thế thôi. Và tiếp theo một mẹo nữa đó chính là các bạn hãy sử dụng những cái hình ảnh đồng đều. Ví dụ như là ở đây mình có sử dụng cái hình màu vàng, hình giọt nước màu vàng ấy là để tương ứng với cả oil, có nghĩa là dầu ở trên da. Và trong tất cả những cái bài tiếp theo mình làm sơ đồ tư duy nữa thì mình cũng sẽ cố định rằng cái hình ảnh giọt nước màu vàng đấy thì tương ứng với cả dầu ở trên da và nó sẽ là oil. Và mình sẽ không có thay đổi những cái biểu tượng này quá liên tục, tại vì nếu như chúng ta cứ thay đổi quá liên tục thì não bộ của chúng ta nó rất là khó nhớ. Nên là khi mà các bạn đã cố định một cái thông tin nào đấy trong một cái hình minh họa nào đấy thì mình rất là khuyên rằng là chúng ta hãy giữ nó trong suốt cái quá trình mà chúng ta học sơ đồ tư duy. Nếu như các bạn để ý thì tất cả những cái phần thông tin lớn mình có bao lại thì là bằng những cái ký hiệu hình đám mây như thế này, thay vì là sử dụng những cái hình vuông, hình tròn, hình ellipse, hình oval. Lý do tại sao mình lại sử dụng cái hình đám mây thế này đó chính là nó rất là dễ để có thể vẽ. Nếu như các bạn vẽ thành một cái hình oval như thế này hoặc là một cái hình tròn ấy thì khả năng cao nó sẽ bị chệch. Còn nếu như các bạn vẽ những cái hình đám mây này thì thực ra nó không có cái hình cụ thể, thì các bạn có thể là lựa theo cái bài của mình hoặc là lựa theo cái thông tin của mình mà mình vẽ, chứ không có bị là phải cố định là phải tròn, phải vành vạnh hoặc là phải vuông vuông bức như là hình vuông. Và chúng ta hãy sử dụng những cái từ khóa trong mỗi nhóm, đừng có viết tất cả những cái thông tin ra bên ngoài. Tại vì khi mà chúng ta đã viết quá nhiều thông tin ở bên trong cái bảng sơ đồ tư duy của mình ấy thì nó sẽ khiến cho cái bảng sơ đồ tư duy của mình nó bị rối lên này, và những cái phần thông tin đấy chúng ta sẽ cũng khó mà có thể nhớ được. Thay vì việc là chúng ta viết một cái đoạn chữ dài dằng dặc ra thì chúng ta hãy có những cái ký hiệu. Ví dụ như là ở đây thì mình có cái phần bình xịt cạo râu ấy thì nó được rất là nhiều người sử dụng, nên là mình sẽ để cái chữ hot ở đây, có nghĩa là được nhiều người biết đến, được nhiều người sử dụng tới, chứ không phải là mình ghi rằng là sản phẩm được nhiều người sử dụng. Nó sẽ rất là khó nhớ và nó cũng sẽ khiến cái sơ đồ tư duy của chúng ta trở nên nó bị rắc rối, nó sẽ bị lung tung, nó sẽ bị nhiều chữ ấy. Và những cái phần thông tin nào mình không thể hiện được bằng hình ảnh này, hoặc là cái lượng thông tin nó khá là ít và nó cũng khá là quan trọng ấy, thì mình sẽ sử dụng cái bút nhớ như thế này và mình sẽ gạch ở bên trong. Nó sẽ giúp mình khi nào mình nhìn vào cái bảng sơ đồ tư duy nó sẽ đập ngay vào mắt mình. Và một lời khuyên cuối cùng của mình dành cho những bạn mà đang muốn làm sơ đồ tư duy ấy, thì đó chính là các bạn phải làm thật nhiều lần, làm thật nhiều
nhiều lần, làm thật nhiều lần. Dần dần thì các bạn mới có được cái kinh nghiệm để mà làm sơ đồ tư duy cho chính bản thân mình. Đây là sơ đồ tư duy của mình nên là các bạn có thể nhìn vào mà các bạn sẽ không thể hiểu được là mình đang viết cái gì, mình đang vẽ cái gì ở trong này. Thế nhưng mà mình hoàn toàn có thể hiểu được toàn bộ những cái thông tin trong này vì là cái sơ đồ tư duy mình vẽ ra. Và mới đầu làm tất nhiên là sẽ có những cái lúc mà mình bị sai này, mình bị thiếu thông tin này, hoặc là mình bị chỗ này thừa chỗ kia thiếu này. Thế nhưng dần dần khi mà các bạn làm nhiều thì các bạn sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn để có thể căn làm sao cho nó bố cục nó vừa, hoặc là làm sao mà có thể rút gọn được cái phần thông tin đấy một cách cụ thể nhất. Và mới làm thì ai cũng sẽ làm rất là lâu, rất là chậm này. Thế nhưng mà mình chắc chắn rằng là nếu như các bạn làm tầm khoảng 10 bài đến 20 bài sơ đồ tư duy thì cái khả năng vẽ sơ đồ tư duy của các bạn nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Nên là các bạn đừng nghĩ rằng là ôi làm một cái này lâu thế rồi lần sau mình không có làm nữa. Và tất cả những cái phương pháp học thì sẽ có những cái điểm phù hợp và có những cái điểm chưa phù hợp với bạn. Vậy nên là mình không có nói rằng là cái phương pháp học sơ đồ tư duy là cái phương pháp học hoàn toàn hiệu quả và phù hợp với tất cả mọi người. Các bạn nên tự làm và tự tìm cho mình những cái phương pháp học hiệu quả nhất dành cho các bạn. Nếu như các bạn yêu thích video này của mình thì hãy like, share và subscribe kênh của mình nhé. Vì mình sẽ còn trở lại với rất nhiều video hay ho hơn nữa. Và mình cũng sẽ cố gắng đều đặn hàng tuần ra video mới, nên là các bạn hãy nhấn quả chuông để khi mình ra video các bạn có thể được thông báo đầu tiên nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đầu tiên, cái phần thông tin quan trọng nhất thì chúng ta sẽ để ở phía giữa, đó chính là cái phần thông tin của da nam giới, và sẽ gồm có 3 phần. Phần thứ nhất đó chính là cái phần cấu tạo da của nam giới khác gì so với da của nữ giới này. Và tiếp theo là cái phần tiết dầu ở trên da của nam giới. Và phần thứ ba đó chính là cái phần những cái sản phẩm chăm sóc da dành cho nam. Đầu tiên thì mình sẽ đi vào phần cấu tạo. Thì phần cấu tạo ở đây thì mình sẽ ký hiệu là đây là ký hiệu giới tính của nam, còn đây là ký hiệu giới tính của nữ. Da của nam thì sẽ dày hơn so với da nữ là 0,5mm, vậy nên là da của nữ là 2mm thì da của nam thì sẽ là 2,5mm. Ngoài ra thì da của nam cái lượng nước ấy nó cũng sẽ ít hơn so với cái phần lượng nước ở bên da của nữ. Vậy nên là da của nam mình sẽ có một cái hình ảnh là cái làn da mà nó có bị thô ráp như thế này này, dạng kiểu mất nước ấy, như kiểu là mặt đất này. Còn một cái bên này thì mình sẽ ký hiệu là làn da của nữ giới nó có cái độ ẩm là nó có cái độ bóng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến cái phần tiết dầu. Da của nam thì có cái lượng dầu là cao gấp 2 đến gấp 3 lần so với da của nữ. Và da của nam thì cái lượng dầu ấy nó cũng không có thay đổi nhiều, còn da của nữ thì nó sẽ thay đổi theo thời gian và theo độ tuổi. Và da của nam thì thường tiết rất là nhiều dầu nên là sẽ khả năng cao là gây cái môi trường thích hợp để cho vi khuẩn này, vi trùng bên ngoài hoặc là bụi bẩn xâm nhập vào. Vậy nên là chúng ta cần phải làm sạch và rửa sạch thường xuyên. Còn dưới này thì đó chính là hình ảnh là làn da đang được cạo râu. Thì cái phần mà chưa được cạo ấy nó sẽ không bị làm sao cả. Thế nhưng mà cái phần cạo râu rồi thì nó bị ửng đỏ lên như thế này. Thì là những cái lúc mà chúng ta dùng lực quá là nhiều hoặc là lực quá là mạnh ý, thì sẽ khiến cái da của chúng ta nó bị kích ứng. Và ở bên này thì là những cái sản phẩm dành cho nam. Rất là xin lỗi các bạn vì mình đã ghi nhầm tiếng Nhật ở đây. Thì ở phần này nó chính là những cái sản phẩm để chăm sóc gọi là cạo râu này. Còn ở phía dưới này là những cái sản phẩm aftercare, có nghĩa là những cái sản phẩm mà sau khi cạo râu mình sẽ sử dụng ý. Thì đầu tiên mình sẽ có sản phẩm thứ nhất, đó chính là cái swab để tạo bọt cạo râu. Thì cái sản phẩm này ý, thì nó có cái khả năng làm sạch thấp hơn so với cả xà phòng. Nó có cái tác dụng đó chính là làm cho cái râu của chúng ta nó sẽ trở nên mềm hơn này, và nó sẽ ngăn cản những cái kích ứng ở trên da. Ngoài ra thì chúng ta còn có sản phẩm thứ hai, thì đó chính là sản phẩm shaving ở dạng cream. Thì dạng cream này nó sẽ có khoảng 40-50% là thành phần giống với cả xà phòng này. Việc đầu tiên khi mà sử dụng chúng ta sẽ phải làm ướt trước, và sau đấy thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái dụng cụ tạo bọt riêng biệt như thế này. Sản phẩm này thì nó cũng có cái phần công dụng giống như ở phần trên, nên là mình đã để một cái hình mũi tên dưới này. Và cái sản phẩm mà mình để ở đây thêm vào ấy thì là một cái sản phẩm nữa, đó chính là dạng vòi xịt. Thế nhưng mà cũng là dạng cream. Thì cái dạng vòi xịt như thế này thì được rất là nhiều người sử dụng và nó cũng khá là gọi là thông dụng ở bên này, nên là mình sẽ có cái chữ hot đấy, có nghĩa là được nhiều người sử dụng ý, được nhiều người biết đến ý. Và cuối cùng ở trong cái mảng cạo râu thì sẽ có một cái sản phẩm nữa, đó chính là cái brush shaving. Thì cái sản phẩm này thường là hay được sử dụng với cả máy cạo râu, và cái sản phẩm này nó sẽ giúp cho cái lông gọi là cái râu ở trên da mặt của mình ý, nó sẽ dựng lên, đứng lên này. Từ đấy thì khi mà cái máy cạo râu đi qua nó sẽ dễ dàng có thể làm sạch hơn. Vào nữa đó chính là nó sẽ giúp cho cái bề mặt của chúng ta sẽ có cái cảm giác là trơn trơn. Thì từ đấy là cái máy cạo râu của chúng ta làm lướt nó cũng sẽ trở nên là dễ hơn. Và cái cùng ở trong cái phần aftercare đó chính là cái sản phẩm lotion. Nó có hai cái tác dụng chính. Thứ nhất đó chính là nó có tác dụng là creaming, có nghĩa là giúp da của chúng ta sau khi mà chúng ta cạo râu rồi tạo ma sát ở trên da, thì rất là nhiều bạn da bị đỏ này, thì khi mà có cái tác dụng creaming này vào, nó sẽ giúp da của chúng ta trở nên là dịu nhẹ hơn này. Và một cái tác dụng nữa đó chính là nó sẽ có cái thành phần là alcohol, có nghĩa là cái thành phần chiết xuất từ cồn. Và cái thành phần có cồn này thì nó sẽ giúp cho chúng ta làm sạch cái da này, và nó cũng sẽ hạn chế được cái vi khuẩn trên da nữa.